Chào các bạn, mình là Nguyễn Công Thịnh và hiện tại mình đang học tại trường ICTU, Đại học Công nghệ Thông tin, trường Thông Thái Nguyên. Thì hôm trước mình có chia sẻ cho các bạn thuyết trình, những điều mà còn phải chuẩn bị trước khi thuyết trình. Người ta biết rằng thuyết trình, tức là hay gọi là diễn thuyết, là trình bày một vấn đề nào đó một cách có hệ thống trước nhiều người. Và chính vì vậy thì trước khi thuyết trình, người ta phải đánh giá đúng bản thân mình, tức là mình đã nhiều vấn đề rồi chưa, mình có đủ thông tin để trình bày hay không, con người và cương vị của mình có được người nghe chấp nhận hay không. Đấy, đó là những điều mà cần phải lưu ý. Rồi khi mà tìm hiểu đối tượng người nghe thì ta phải tìm hiểu này, đối tượng người nghe. Trước khi thuyết trình, đấy, thì phải tìm hiểu đối tượng người nghe. Vậy thì đối tượng người nghe chúng ta là ai? Giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, tín ngưỡng, nhu cầu, sở thích, động cơ, vân vân, đúng không? Để xác định mục đích, mục tiêu của cuộc nói chuyện. Đã có mục đích, mục tiêu cụ thể thì sẽ thành công hơn. Để chuẩn bị cho bài nói chuyện là chúng ta sẽ có một cái đề cương chi tiết ý cần phải trình bày, có những dẫn chứng, có những số liệu để minh họa cho mỗi ý. Không nên quá tin tưởng vào trí nhớ của mình, vì nhiều khi là trí nhớ nó làm hại bạn. Thì hôm nay sẽ vào cái vào chính ý chính là nội dung của bài thuyết trình. Nói chuyện buổi thuyết trình, đúng thì để mà chúng ta có 3 phần, mở đầu, khai triển và kết thúc, đúng không? Nó có 3 phần như thế. Ở phần mở đầu thì bài nói chuyện mình có nhiệm vụ là giới thiệu chủ đề và thu hút sự chú ý của người nghe. Bạn cần lưu ý rằng là theo quy luật thì những giây phút đầu hay tiên ấy thì người nghe bao giờ cũng hướng sự chú ý vào bạn. Họ biết bạn là ai và sẽ nói vấn đề gì, sau đó sẽ sự chú ý sẽ giảm xuống. Vì vậy bạn cần phải biết vận dụng sự tập trung chú ý ngay từ những giây phút đầu tiên để dẫn dắt người nghe vào bài nói chuyện của bạn. Đấy, có nhiều cách để dẫn nhập và tùy theo những tình huống cụ thể mà bạn có thể chọn những cách dẫn nhập sau đây để mở bài nói chuyện. Đó là ta có 5 cách dẫn nhập sau đây. Cách thứ nhất đó chính là dẫn nhập bằng dẫn nhập trực tiếp. Ví dụ như là chúng ta nêu thẳng chủ đề, là nó sẽ nêu thẳng chủ đề. Và mục đích của buổi nói chuyện. Ví dụ như là kính thưa các đồng chí, hôm nay tôi xin thay mặt tổ thi công sửa chữa lắp đặt hệ thống điều khiển tự động cho dây chuyền sản xuất của công ty, xin báo cáo về mục đích mà phương án đề ra. Báo cáo này gồm 3 phần. Thứ nhất là sự cần thiết và sửa chữa và lắp đặt hệ thống điều khiển tự động cho dây chuyền sản xuất của công ty. Thứ hai là nội dung chi tiết phương án. Thứ ba là những thuận lợi khó khăn khi thực hiện phương án, triển vọng mà nó đem lại.
Bây giờ tôi xin đi vào phần thứ nhất, sự cần thiết và chỉ trừ đó và lắp đặt được cái hệ thống tự động trên dây chuyền sản xuất công ty. Vậy thì ưu điểm của lối nói này, đó là lối dẫn nhập trực tiếp thì nó đơn giản, hiệu quả, tiết kiệm được cái thời gian. Tiết kiệm được cái thời gian. Tiết kiệm được thời gian và người nghe sẽ nhanh chóng nắm bắt được cái chủ đề, cái vấn đề chính của buổi nói chuyện đó. Nó thích hợp với những buổi nói chuyện mang tính công việc nghiêm túc và quan tâm đến nội dung của bài nói chuyện hơn là những ong bướm hoa văn này nọ, đúng không? Cách dẫn nhập thứ hai là dẫn nhập bằng cách đặt câu hỏi. Vậy thì dẫn nhập bằng cách đặt câu hỏi là đặt ra những câu hỏi ở ngay phần bắt đầu để cho mọi người phải suy nghĩ đến chủ đề của buổi nói chuyện. Ví dụ như là, thưa các bạn, sự sống hiện diện mọi nơi trên trái đất, từ những sinh vật trong lòng đất đến những con chim trên bầu trời, từ những dải san hô đến những loài tảo, loài cá trong lòng đại dương đến những cây bạc ngàn, những loài cây bạc ngàn, những loài động vật trên rừng, những cây cối xum xuê trong vườn của nhà bạn, những đồng lúa tươi tốt đến những bụi cây thấp, những gai đầy rắn rỏi trên sa mạc khô cằn đầy đá. Sự sống là thật thực hiện phải không các bạn? Nhưng đã bao giờ các bạn tự hỏi rằng sự sống bắt đầu từ đâu, nó xuất hiện như thế nào? Và bao giờ bạn tự hỏi rằng từ các sinh vật trên trái đất của chúng ta, những con người có những điểm gì chung? Phải chăng tất cả các loài sinh vật trên trái đất đều có chung nguồn gốc? Bài nói chuyện hôm nay của chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề nguồn gốc và sẽ phần nào giúp các bạn giải đáp được câu hỏi đó. Đấy, đó là cái cách dẫn nhập bằng cách đặt câu hỏi như thế. Ưu điểm của nó thì vừa thu hút được sự chú ý của người nghe, vừa kích thích họ suy nghĩ. Theo một hướng nhất định nào đó, tạo thuận lợi cho việc tiếp thu bài nói chuyện. Đấy, đúng không? Rồi dẫn nhập, cách dẫn nhập tiếp theo đó là dẫn nhập theo lối kể chuyện. Thì là cách nhắc lại một sự kiện trong quá khứ có liên quan đến chủ đề.
Ta có một ví dụ về cách dòng nhập theo lối kể chuyện như sau. Khi mà nói về sự phát triển của công nghệ thông tin trong thời đại hiện nay ấy, thì một chuyên gia ở mở đầu là nói chuyện nói như sau. Thưa các bạn, vào những năm 40 của thế kỷ trước, chiếc máy tính đầu tiên xuất hiện ở Mỹ, nó nặng 30 tấn và có 18.000 dây chân không hình ống và 70.000 điện trở. Nhưng vào năm 1966, người ta đã phải sử dụng cả một ngôi nhà lớn và tốn đến 15 triệu USD để lắp một chiếc máy tính. Còn ngày nay thì bạn chỉ cần bỏ ra 10 USD là có được một con chip di xử lý nhỏ xíu, nhưng những năng lực tính toán thì không hề thua kém của máy đồ sộ trước đó. Thì cách chẩn nhập này tuy hơi rầm rà nhưng mà hấp dẫn, lôi cuốn, không đột ngột mà lại đưa người nghe ngay vào câu chuyện một cách tự nhiên. Còn cái lối dẫn nhập tương phản và cái lối dẫn nhập bằng cách tiếp dẫn lời nhà doanh nhân thì các bạn gửi email cho mình sẽ gửi cho. Mình gửi tài liệu cho. Ở đây mình chỉ nêu thôi. Thì những trường hợp này nó ít được sử dụng. Ok chưa? Tiếp theo là ở phần khai triển. Phần khai triển thì bạn phải đưa ra các di chứng, phân tích, chứng minh để làm rõ vấn đề mà bạn cần phải trình bày. Qua đó thể hiện được ý tưởng của bạn. Khi chuẩn bị phần này thì bạn lưu ý một số vấn đề sau đây. Các ý phải sắp xếp cách trình tự hợp lý, đảm bảo tính logic của bạn nói chuyện. Nghĩa là các ý phải liên quan chặt chẽ với nhau. Ý trước phải là tiền đề cho ý sau, không trùng lặp. Trong trường hợp ngược lại, bài nói chuyện của bạn sẽ rời rạc, loan quanh, lẩn quẩn. Có khi là trong hồi dài diễn thuyết thì bạn sẽ quay trở lại ý xuất phát. Nghe những bài nói chuyện như vậy thì nghe rất dễ lúc mình lắm quá. Ngoài ra, bạn còn phải chú ý là khi chuyển từ ý này sang ý khác thì có những từ, cụm từ, liên từ thích hợp để đảm bảo tính mạch lạc của buổi nói chuyện và làm cho người nghe không cảm thấy đột ngột, mà để cho người nói chuyện, để cho bài nói chuyện có tính thuyết phục thì bạn nên nói chung chung, không nên nói thì chỉ chung chung như là hô khẩu hiệu và phải đưa ra những ví dụ, có những số liệu cụ thể minh họa cho mỗi ý, mỗi luận điểm của mình. Chẳng hạn khi nói về công ty nước ngày nay thì càng quan tâm nhiều đến quan tâm nhiều hơn đến quảng cáo thì bạn có thể đưa ra những số liệu như sau. Vào năm 1992 thì các công ty trong nước chi khoảng 100 tỷ đồng cho quảng cáo. Vào năm 1998 thì chi khoảng 500 tỷ. Vào năm 2001 con số này là 1.000 tỷ. Tuy nhiên bạn phải không nên đưa ra quá nhiều ví dụ vì dễ làm bài nói chuyện nó tản mạn. Với mỗi ý, bạn nên đưa ra những ví dụ điển hình để minh họa. Tùy theo những tính chất của nói chuyện, bạn có thể chuẩn bị thêm những câu chuyện vui, cơ hài để làm không khí của nói chuyện thêm đỡ căng thẳng, duy trì sự chú ý của người nghe. Tuy nhiên, sự cơ hài nó phải có giới hạn. Và mỗi buổi nói chuyện có quá nhiều tiếng cười thì nhiều khi sau khi kết thúc, trong khi người nghe chỉ đọc lại là những tiếng cười, những câu nói di dỏm của bạn mà thôi. Phần triển khai là đúng không? Chốc nữa mình sẽ nói mình nói
Tôi chỉ ghi chú cho cái phần này. Cuối cùng là phần kết luận. Phần kết luận thì theo quy luật của sự chú ý ấy, thì ở những giây phút cuối cùng của nói chuyện, người nghe lại một lần nữa dồn mọi sự chú ý vào bạn. Đấy. Kể cả những người mà nãy giờ không nghe gì cả, thì bạn cần phải lợi dụng sự chú ý lúc này để chốt lại cho người nghe những điểm mấu chốt của bạn nói chuyện. Đồng thời, tùy theo tính chất, mục đích của buổi nói chuyện mà bạn đưa ra những lời chúc mừng, lời kêu gọi để đề ra nhiệm vụ cho tương lai, đấy, vân vân. Và tất nhiên bạn đừng quên cảm ơn người nghe đã chú ý lắng nghe bài thuyết trình của bạn. Vâng. Thì trong quá trình mà chúng ta tiến hành thuyết trình thì chúng ta phải ăn mặc nghiêm túc, lịch sự, phù hợp với tính chất của buổi thuyết trình. Khi lên bục nói chuyện thì dáng đi không cần vội vã, cũng đừng chậm chạp, ung dung, thong thả quá chứ. Bạn nên bước đi vừa phải, đừng hờ, tự tin đúng không? Khi đứng trên bục thì bạn nên đứng thẳng người, với tư thế tự nhiên, không bỏ tay vào túi quần, không nhìn xuống người nghe với ánh mắt, nên nhìn xuống ánh mắt người nghe với ánh mắt nhẹ nhàng, tôn trọng và quan tâm. Trước khi bắt đầu câu chuyện thì bạn hãy tự giới thiệu bản thân mình. Nếu có người chủ trì đã giới thiệu cho bạn thì bạn nên bổ sung đôi điều cũng được. Đấy. Tùy theo buổi nói chuyện mà bạn giới thiệu chức năng công việc của mình, đúng không? Khi mà chương trình thì diễn thuyết thì bạn nên nói to rõ ràng, đủ để người nghe xa nhất của bạn đủ để nghe thấy. Vậy thì trong phần triển khai chúng ta cũng phải chú ý đúng ba điểm sau đây. Một là phải sắp xếp các ý theo trình tự hợp lý. Đảm bảo tính logic của buổi nói chuyện. Thứ hai là tác phong. Tác phong thì bạn có thể là ăn mặc nghiêm túc. Dám đi lên bục không vội vã. Đừng hoàng quá, không vội vã cũng không vội vã cũng không dung quá. Đứng trên bục thì bạn nên đứng trên bục thì nên đứng thẳng. Trước buổi nói chuyện thì nên giới thiệu về bản thân mình. Vâng. Rồi để bài nói chuyện có tính thuyết phục ấy, thì bạn không nên nói chung chung theo kiểu là hô khẩu hiệu, mà bạn phải đưa ra những ví dụ cụ thể. Rồi tùy theo cái tính chất của buổi nói chuyện ấy, bạn có thể chuẩn bị thêm những câu chuyện vui, câu chuyện khôi hài. Nhưng mà lưu ý là tránh lan man, tránh nhiều đang mang. Cuối cùng là phần kết luận. Phần kết luận thì biết rồi, đó là phần kết luận thì chúng ta người nghe là một lần nữa dồn sự chú ý vào bạn, và kể cả những người không nãy không nghe gì cả, nhưng mà kết thúc thì họ phải lắng nghe bạn một tí, cho nên bạn phải lợi dụng sự chú ý này để chốt lại những điều mấu chốt của buổi nói chuyện.
Vâng. Rồi chúng ta đưa ra những lời chúc mừng, những lời kêu gọi để đề ra nhiệm vụ tương lai, đúng không? Đừng quên cảm ơn mình nghe. Chúc mừng. Cảm ơn mình nghe. Vâng. Rồi, chúng ta kết thúc cái buổi nói chuyện về kỹ năng thuyết trình tại đây. Bạn nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn về lối dẫn nhập chung phản hoặc dẫn nhập bằng chất dẫn lời danh nhân thì email cho mình theo địa chỉ email đấy nhé. Trình đấy thì mình sẽ gửi cho. Chương trình là T bình thường và